Dạ, công sang Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Bạn cô chú anh chị các bạn lưu chỗ hôm mai cho sơn sóc trăng ha. À, clip qua cảm ơn quý cô chú ủng hộ khá là nhiều. À, vô clip để cô chú mình chờ đợi. Hôm mai tôi quý mà về. Rồi, em chào anh Linh ạ. À. Dạ, em mến chào các cô chú anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc ạ. À. Nay trở lại vườn nhà em thì có về được 9 phôi mai tứ quý và 7 phôi mai vàng để mong Zalo cùng các cô chú anh chị gần xa. Số điện thoại em là 0377211167 cũng là Zalo của em. Rồi để đầu tiên em vô cây số 1 nghe các cô chú anh chị. Cây số 1 là tứ quý. Rồi, cây số 1 là tứ quý. Một con cây cây cao, một gốc thẳng, nhành điệu. Cái này đó ta trồng chắc ha, hai thân nó dở lên nên trồng hai cây vậy nó hai cây là... luôn để em đi hai hai cây thì nó lấy điều để nó dính với nhau luôn lấy điều hai cây này rất là già quý của chú như vậy nhìn nó rất là lực mình một chơi cụ thể cũng được nếu chơi hạ thấp có tàn số hoặc mình để gì cũng được hai thân mở rễ nó lòn qua đây luôn nè. Cái rễ thằng này nó lòn qua cái cây bên này luôn. Làm cái bồ đế nó đặt lực đều. Mình nó rất là già luôn quý cô chú. Trên đây thì có cái form nó rất là ok. Dừa và tàn dụ. Cho thông số. Rồi, em đo từ thân nha. Thân cao này chứ đi. Rồi, quanh thân cây cao. Đây vị trí này đi là 30. Quanh 30. Chiều cao cây lên. Tổng chiều cao này là 100. Chiều cao cây cao 100. Rồi, giờ anh đo cái thân cây thấp. Thân cây thấp này đi. Cái thấp cái lục. Rồi. Này vị trí này đi là 29 à. 29 hơn coi như 29. À. Chiều cao cái thân này là 27. Mày mà đừng kính bầu bự. Dạ. À, bự. Đường kính bầu này là 56. Nhảy to to hơn, cái à. Bá luôn. Nhìn rất là đều quá luôn. Dạ. Còn đó cái bầu luôn. Lót ngắt luôn này nè, đặt luôn. Rồi, giá luôn. Rồi cái số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 3,8 triệu. 3,8 triệu, hôm nay chú quý cái số 1. Hai cây ha. Dạ, tiếp đổi cây luôn. Dạ, xin phép em cây số 2. Tiếp theo phôi số 2. Hai này lực ạ. Phôi này thì một cốt. Chỉ cành tiêu. Đế thì lực, cây này cũng già cây mập không? Ú luôn. Con mai tứ quý đấy thì cô chú gì nhìn ha rất là đều không trống đều gan sổ ra các đều gan luôn đấy đẹp dạ đấy sổ ra đều nó gom gom có cái củ hơi không dạ em thông số nha cho vị trí này đi. Vị trí này là 37. 37 rưỡi coi như 37 hơn đó. Tổng chiều cao là 77. Đường kính bầu này là 39. Cái này đấy rất liều luôn, nó như đấy sắp này. Thóc đăng đây nó đây là 33. 33. Thóc ngọn này là 19. Cây rất là cây luôn chứ đấy đều có giá luôn. Rồi cái số 2 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4,7 triệu. Dạ, 4,7 triệu. Phôi số 2 túi. Dạ, tiếp tục qua phôi số 3. Dạ, qua cái số 3 phôi túi cùng keo chỉ cành rất là đều mềm mà lập tầng không là khỏi chê luôn á. Và mùa chú anh chị thích phong cao những cái này rất là đẹp khúc thẳng luôn rất là thẳng băng luôn
cảnh gắt đều. Để cũng đều luôn. Để con ve to mà chảy ra đều. Mình không chống bằng này. Này cũng vậy luôn ấy, cuối con trước mà. Ve nó bành bạch luôn. To lực mập. Ấu. Đây đẹp chỉ cành đều, một cốt thẳng. Phăng. Chỉ cành là cô chú anh chị yên tâm đây. Rất là đều. Đều gan luôn. Chọn cho thông số đi. Dạ. Hôm đó vị chín này đi là 37. Hoành 37. Cốt thân ngắn xuống đây là 20. Cái cây này trọng tổng chiều cao của nó đã hạo hạo là cũng 1m7, 1m8 ạ. Chiều cao 1m8 hơn. Ờ. Cao hơn 1m8 rồi cô chú ạ. À. Cao quá. Dạ, đường kính bầu này là 53. Để lực lực không? Cái bá vậy. To, dễ đều. Chảy rất đều luôn. Chảy rất mạnh mạnh luôn ha. Rất là đẹp luôn của chú anh chị. Rồi, giá không chị? Rồi, cái số 3 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 6 triệu. 6 triệu, cô số 3. Còn phép mình đổi cây hướng với chú. Dạ, hôm qua cây số 4. Rồi, số 4 không hơi chú quý luôn. Chỉ cành đầy đủ, đều. Một cốt liệu đế thì hơi khá khá thôi, được cái chiếc bộ lợi chi cành hơi quái. Rồi, cho thông số nha. Yeah. Rồi vị trí này đi là 27. Quạnh 27. Tấm chiều cao này là 84. Đường kính bầu này là 35. Để cũng quái quái này. Ừ. Khá khá quá. Rồi giá. Rồi cái số 4 này em xin vô lưu với cô chú anh chị là 4 triệu. 2 triệu chứ. Lộn. Số 4 2 triệu. Nhìn xem cái mã số. Rồi, mã số 4 2 triệu. Cảm phép mở cây. Rồi. Rồi cái số 5. Con này cho quý luôn. Con cao cái này mà có chú chị mua thì mình có thể ghép thân cũng được luôn. Thì cành đầy đủ. Thân hơi lắc nhẹ. Mặt này đế rất đều. Này thì khá đế không có chú. Đây thì đế nó chảy ra đều ha. Gốc thì nở nở. Cái này đế khá. Rồi thân số. Thân hơi lắc. Đây vị trí này đi. Vị trí này đi là 38. Rồi, quanh 38. Tổng chiều cao đến đây là 131. Đường kính bầu này là 41. Rồi, cái số 5. Dạ, yeah, cái số 5 em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Chịu cái con số 5. Giá mềm mềm rồi cũng chơi tại đấy nó khá khá. Rồi tiếp theo đầu. Dạ, cái số 6. Rồi số 6. Con quái. Thì có gì mua về mình là ghép thêm về cầm rễ nó cho nó quái quái hơn coi chứ mà. Đây thì chỉ cần thì ok để mình làm thành vụ. Ừ. Đây để quái. Đây hơi bị quái. Gọn cho số. Đây vị trí này đi. Vị trí này đi là 29. Rồi hoành tại trí 29. Tổng chiều cao này là 82. Đường kính bầu này là 42.
Rồi, giá lên. Rồi cây số 6 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. Cây số 6, quan tôi quý quá. Nhiều này ấy thêm vật gãy nó gây đẹp. Rồi, qua cây số 7. Cây giăng bài, thằng lắc. Cây giăng bài nữa chứ mà. Đó, lắc. Để con cá lực nữa chứ mà. Để cũng đều đều. Mạng như hai thân nó dính lại rồi cắt cái cây kia hả? Ừ. Gồm lại cái này. Chặt nó, người ta lên cái này đây. Cho người mặt cắt này thấy nó hơi lớn mà cũng xử lý keo rồi. Sạch hết rồi. Chọc cho nó xấu. Nó thẳng lắc. Nhân bài. Chị chiếc cái này đi. Chí này là 23. Quạt đây chí này 23. Cái thằng đây xuống đây là 40. Tổng chiều cao đây 125. Rồi đường kính bầu 42. Rồi. Rồi. Yeah. Cây số 7 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu luôn. Coi giống như em chơi luôn, 2 triệu. Cây số 7, cô chú quý. Dạ, rồi không đỡ cây luôn. Dạ, qua cây số 8. Cô chú quý để quấy quái, cá khá, chỉ cạnh thì con cá đầy đủ. Nước cây cũng dài cây. Để thì khá thôi nghe cô chú ơi. Cũng khá gom gom để. Được cái bù là chỉ cạnh cũng khá. Rồi, cho nó xấu đi. Hôm nay dịch 9 này đi, là 32. Quảnh 32. Thốt xăng đây, cái này là 23. Tổng chiều cao này là 56. Đường kính bầu này là 35. Giá luôn. Rồi, cây số 8 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,2 triệu. 2,2 triệu, hồ số 8, hồ anh tư quý. Rồi, số điện thoại luôn. Số điện thoại của em là 0377211167. Rồi, em qua cây số 9. Qua số 9 này, thì nó quái quái nghe chứ mà. Không dễ như hai chân. Hai chân này. Còn túi cho em dép nó còn xài quay quái được. Nhìn nó cũng khá khá. Rồi, cho đồng số. Rồi, vị trí này đi là 26. Bạn 26. Thì cao từ đây xuống đây đi. Để xuống đây là 43. Đường kính bầu này là 30. Nó nhỏ nhỏ. Nhỏ nhỏ mình hai chân. Hàng quỷ với hai chân. Rồi giá. Rồi cái số 9 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Qua số 9 qua chú quý. Cho phép mình đổi cây luôn quý. Dạ. Qua cái số 10 là mai vàng nha các cô chú anh chị. Thẳng. Cốt thẳng. Cái cành đầy đủ. Mấy sầu chảy luôn. Ừ. Để nở đẹp đều. Quẻ to lực ha. Chỉ cành đầy đủ. Bảy xu nách là bảy xu chắc chắn to nha. Đang cốc nhiều. Qua tới này luôn. Cái này chắc là to bự chảy nhiều. Cộm hơn ngón tay mình luôn. Như đây cũng đầy đủ luôn, cũng lên xu nè. Cục. Là xù nó cộm vậy nó tay cái luôn thôi. Để khỏi chê thôi chứ. Để rất là đều. Cốc nở. Con vàng mà để xù chảy mà để cái gì là hơi biết thôi chứ. Để to to thôi.
khỏi chê luôn, rất là đều luôn. Một cốt thơm rất là dạ, em thông số nha. Vị trí này đi là 40 đó. Đó, hoành 40. Tại cái gốc nó chạc nở hơn phía kia mà. Tổng chiều cao này là 66. Đường kính bầu này là 45. Cho cái cũ nè. Gốc nở. Cho cái gốc hạo cái chi. Hạo cái cũ nha. Rồi nó dính cái này. Dạ. 55. Cũ khoảng 55. Quá trời đẹp lực luôn, gom thành gốc con nở và đang xù chảy xù bự lên luôn, không bao dạng. Rồi cái số 10, rồi cái số 10 này em sẽ vô lưu với cô chú anh chị là 4 triệu. Rồi 4 triệu cái số 10 quay dạng thì gọi phép nở cây luôn. Rồi qua cái số 11 cũng không bao dạng luôn, thì cành đầy đủ đều cũng bảy xù lách luôn. Mấy xuống nách luôn, đầy đủ, chỉ cần rất là đều vô chứ mà. Cây này hồi clip rồi nè, em không bán không tới giá, hôm nay em kêu giá lại nha, các cô chú anh chị. Xem lại kỹ ủng hộ. Rồi lại đế. Đế chảy ra các đều luôn. Cô chú anh chị tâm đế, chảy ra đều, đế các đều. Trên cái mặt này nó có cái phần này mà nó cũng sành. Chưa chưa. Cho cô chú anh chị xem lại ha. Sành cái ngắt à. Cây già lại, đặc biệt là cây mai này lên bể xô nách rất là bự hiểu chứ, dày cộm luôn rồi, nó có chỗ thì rất là to luôn, cái cành rất là đều luôn, chỗ này to bự luôn, gốc thì nở, cây rất mạnh cây hơn, cái này mua gì là mình đã có thể ghép được rồi. Để lực luôn đều. Dạ, chào đồng số. Để nó chạc chạc nữa. Đây, em theo vị trí này đi là 36. Đó, còn 36. Không thẳng cân khúc, không thẳng tắt máy. À, ít. Rồi, tổng chiều cao này là 112. Đường kính bầu này là 52. Chi cành đều, đế đẹp, khỏi chê hết, một cốt tương đối là thẳng, lắc nhẹ. Cầu vàng cũng một lời quyết của chú anh chị các bạn. Đặc biệt chế rất là chi lực mà chi cành cũng khá là đều. Xù chảy nữa. Trời giá lắm. Rồi cái số 11 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 4 triệu rưỡi. Đế khỏi chê của chú, đều nở, ghen. Đây gọi phép nở cây. Rồi dạ, em qua cây số 12. Sao này phô mai vàng ha. Còn còn như dừa. Đế khá đế. Mặt này dễ đều, đây cái gì luôn. Dạ. Cây rất mạnh cây. Vì em mua gì ghép là vừa luôn, rất là mạnh luôn. Ghép để vô hết liền. Cho thông số luôn. Dạ. Chị này đi, là 29. Khoảng 29. Tổng chiều cao là 52. Đường kính bầu này là 40. Rồi cái số 12. Rồi cái số 12 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu. Rồi giá mềm với cô chú anh chị mình luôn. Cái số 12 1 triệu, hoa vàng, để điều. Rồi em qua cái số 13. Rồi hôm nay lùng lực luôn, khúc. Dạ. Mập ú, rất là mạnh. Nhựa ra nó rất là dữ anh ha. Nồng lực luôn. Chọn cho một số. Dạ. Mua này gọn gọn dùm chơi. Dạ.
nhỏ đó, sinh viên luôn. Rồi vị trí này đi là 31. Chiều cao. Chiều cao này là 32. Để góc nở rẽ đều đều. Rồi đường kính bầu này là 31. Để đường ghen. Rồi cái số 13 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 700.000. Rồi giá mềm luôn, 700.000. Cái số 13. Rồi tiếp tục qua, dạ, cái, qua số cái số 14. Con mày dẹt. Đang giá mềm mềm cô chú anh chị mình tập chơi ghép ha. Dạ. Con mày dẹt đấy cũng khá đế nè, cái này khá đẹp đẹp. Chỉ cần khỏi chơi đầy đủ mình ghép rồi. Dạ. Rất là đẹp. Đế cùng ghế cũng cân đối điện. Nhìn thấy điện tứ diện luôn á. Gốc nó mập mập nở. Rồi, cho con số. Dạ. Hoành cũng to, lớn. Đây vị trí này đi là 31. Các bạn, đây số này ngắn nè. Thằng này đây 26. Tổng chiều cao là 42. Đường kính bầu là 37. Rồi cái số 14 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.2 triệu. 1.2 triệu, giá mềm mềm luôn, giá rất là mềm. Rồi cái số 15. Con vàng chi cành đầy đủ luôn. Nhỏ mà chi cành đều ha. Quá đều, quá đầy đủ. Các từng tầng tầng đầy đủ luôn. Đế khá đế, quấn thành hình cái củ to to, góc củ to. Dạ. Yeah. Thì cành này khỏi chê luôn. Còn cho đúng số gì? Dạ. Yeah. Nè, cái eo này đi, là 32. Phần 32. Tấm chiều cao này là 37. Đường kính bầu này là 33. Rồi cái số 15 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu, cái số 15. Tiếp tục qua cái số 16. Dạ, cái số 16. Lạ lạ. Quái, giống bài bài, quái. Lạ. Nó ra tược mạnh đó. Ra tược hả? Chắc có mạnh quái quái hơn chứ mà. Sổ nó cũng cao. Cái này có một phần hơi có thẹo thẹo nè, mà nó cũng sành hết, nó không có mục gì hết. À, nó nổi nhưng mà nó sành lại. Dạ. Để cũng đều. Trời giống bay rất là đẹp ha. Dạ. Còn trong số. Cái sổ ra không nghĩa nó to to cũng đều đều. Rồi cái vị trí này đi. Vị trí này đi 24 à. Rồi quanh thấy chí 24. Chiều 3 dài. 3 dài này 29. Dễ đây xuống đây á, 29 con này. Kính đây kính bầu. Kính bầu này là 35. Cái số 16. Rồi cái số 16 này em xin giao lưu với cô chú anh chị là 1.3 triệu. Cũng là cây clip của em nha. Rồi clip em cũng mến chào các cô chú anh chị buổi chiều xem kênh Thật Vui Vẻ, nhớ ủng hộ em. Dạ, rồi em xin chào. Rồi em chào chị rồi, luôn. Lên. Rồi chào cô chú anh chị các bạn luôn. Thì cô chú anh chị mình xem rồi đó. Mình quay lại ha, cô chú anh chị nhớ mã số này hay giao tiếp cho em xem. Chọn giúp kênh hay quý cô chú anh chị bạn. Rồi clip cảm ơn quý cô chú anh chị bạn nha xem. Rồi trân trọng kính chào.